quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với chương trình tổng kết kinh tế tài chính cuối tuần với tiến sĩ Tạ Cư Hải. Lê Ngọc xin gửi lời chào đến tiến sĩ Hải. Và kính chào quý thính giả của NPR. Chúng tôi là Tạ Cư Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là chương trình tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Dạ vâng, Lê Ngọc xin mời tiến sĩ Hải gửi đến cho thính giả của NPR những sự thay đổi về thị trường chứng khoán trong tuần này, thưa tiến sĩ. Thị trường chứng khoán cuối tuần tính tới ngày hôm qua thứ Sáu 21 tháng 7 2017. Dow Jones 21.580.07. Week today từ đầu tuần tới cuối tuần đã mất đi trừ 0.27%. Và từ đầu năm tới giờ, year to day vẫn còn đạt được cộng 9.20%. Tôi lặp lại, Dow Jones 21.580.07, week to day trừ 0.27% và year to day cộng 9.20%. Chỉ số Nasdaq 6.387.75, week to day từ đầu tuần tới cuối tuần đã tăng được cộng 1.19%. Và year to date từ đầu năm tới giờ đã đạt được cộng 18.66%. S&P 500 2.472.54, week to date cộng 0.54% và year to date cộng 10.44%. Nói chung, thị trường chứng khoán cuối tuần thứ Sáu 21 tháng 7 2017, chỉ số Dow Jones đi xuống trừ 0.27%, chỉ số Nasdaq đi lên tăng cộng 1.19% và chỉ số S&P 500 tăng cộng 0.54%. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm tới giờ year to date thì cả ba chỉ số đều đi lên đáng kể. Dow Jones year to date cộng 9.20%, year to date của Nasdaq cộng 18.66% và year to date của S&P 500 cộng 10.44%. Bây giờ chúng ta bước qua giá vàng. Giá vàng ngày hôm qua thứ Sáu 21 tháng 7 2017, giá vàng là 1.255 đô la một ounce đi lên so với tuần trước. Giá vàng là 1.255 đô la một ounce, căn cứ vào dữ kiện hôm qua thứ Sáu 21 tháng 7 2017 đi lên so với tuần trước. Giá dầu thô cũng ngày hôm qua là 45 đô la 60 sen một barrel đi xuống so với tuần trước, và giá xăng là 2 đô la 281 một gallon, căn cứ vào dữ kiện từ công ty AAA Bahia thứ Sáu 21 tháng 7 2017. Giá xăng có đi lên chút ít nhưng không đáng kể. Tôi lặp lại, giá vàng là 1.255 đô la một ounce, giá dầu thô là 45 đô la 60 sen một barrel và giá xăng là 2 đô la 281 một gallon. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8575 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu. Tôi lặp lại, 1 đô la Hoa Kỳ tương đương 0.8576 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu thứ Sáu 21 tháng 7 2017. Cũng 1 đô la Hoa Kỳ tương đương với 0.7695 của đồng Anh Kim Anh Quốc. Và cũng 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 6.77 của đồng Yuan, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Và 1 đô la của Hoa Kỳ cũng tương đương với 111.16 của đồng Yen của Nhật Bản. Và 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 59.26 của đồng Rappo của Nga. Trong chốc lát trong phần bình luận kinh tế Mỹ, chúng tôi sẽ có bình luận về thị trường chứng khoán, về giá vàng, giá dầu thô, giá xăng, giá trị của đồng đô la đối với các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Hôm thứ Năm 20 tháng 7 2017, như quý vị biết, mỗi tuần vào thứ Năm, công ty Freddie Mac có thông báo về những lãi suất của mortgage 30 năm cố định là 3.96% và 15 năm cố định là 3.23%, đi xuống so với tuần trước
đi xuống đáng kể so với tuần trước. Tôi lặp lại lãi suất mortgage. Theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 20 tháng 7, 2017, 30 năm cố định là 3.96% và 15 năm cố định là 3.23%. Cả hai lãi suất mortgage cho 30 năm cố định và 15 năm cố định đều đi xuống so với tuần qua. Bây giờ bước qua tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, ngày 15 tháng 7, 2017, có 233.000 người đang xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 15.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 124 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn ở dưới mức 300.000 người. Tôi lặp lại, tuần lễ kết thúc thứ Bảy, ngày 15 tháng 7, 2017, có 233.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 15.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 124 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, ngày 8 tháng 7, 2017, Mỹ có 1.977.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 28.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 6, 2017 đã cung cấp 222.000 việc làm mới, vượt xa sự tiên đoán của Wall Street Journal. Tỷ số thất nghiệp của tháng 6 lên mức 4.4%, sát nút với mức 4.3% của tháng 5, là mức thấp nhất của năm 2017. Tôi xin lặp lại, tuần lễ kết thúc thứ Bảy, ngày 8 tháng 7, 2017, Mỹ có 1.977.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 28.000 so với tuần lễ trước đó. Và kinh tế Mỹ trong tháng 6, 2017 đã cung cấp 222.000 việc làm mới, vượt xa sự tiên đoán của Wall Street Journal. Tỷ số thất nghiệp của tháng 6 lên mức 4.4%, sát nút với mức 4.3% của tháng 5, là mức thấp nhất của năm 2017. Bây giờ bước qua phần bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này, thị trường chứng khoán có chỉ số Dow Jones giảm trừ 0.27%, nhưng chỉ số Nasdaq tăng cộng 1.19% và chỉ số S&P 500 tăng cộng 0.54%. Chỉ số Dow Jones ở trên mức 21.500, chỉ số Nasdaq trên mức 6.300 và chỉ số S&P 500 trên mức 2.400. Cùng ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán thế giới đi xuống. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.22%. Chỉ số Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.13%. Chỉ số Shanghai Composite giảm trừ 0.21%. Chỉ số London FTSE 100 giảm trừ 0.47%. Và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 1.66%. Nói chung thì các chỉ số căn bản trên thế giới đã đi xuống trong tuần qua. Thị trường chứng khoán Wall Street trong tuần vừa rồi rất là dao động, những đánh phá bởi giới truyền thông dòng chính cực tả và đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục trong 6 tháng vừa qua. Nhưng thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục đi lên như quý vị đã thấy. Đồng đô la tuần này lên giá so với đồng Anh Kim của Anh Quốc và đồng Ruble của Nga. Nhưng đồng đô la lại mất giá so với đồng Euro của Liên hiệp Âu Châu, so với đồng Yuan nhân dân tệ của Trung Quốc và so với đồng Yen của Nhật Bản. Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng đô la tương đối tiếp tục giữ giá trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kể từ ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Giá dầu thô đang ở mức 45 đô la 60 sen một barrel và giá xăng khá thấp trên thị trường hiện nay, tiếp tục là một ngạc nhiên cho giới lái xe được mua xăng giá rẻ trong mùa hè này, lần đầu tiên trong lịch sử 12 năm của Hoa Kỳ.
Kinh tế Mỹ đã cung cấp 222.000 việc làm mới trong tháng 6, đã cho thấy doanh nghiệp Mỹ vẫn tìm cách thuê mướn thêm nhân viên cấp điều khiển để sẵn sàng thuê mướn những nhân công chuyên nghiệp thấp hơn. Trên thực tế, Mỹ vẫn tìm cách thuê mướn thêm nhân viên cấp điều khiển, mặc dù giới nhân công chuyên nghiệp cấp thấp hơn đang thiếu hụt trên thị trường việc làm hiện nay. Theo dữ kiện từ Bộ Lao động trong tháng 6, sự co rút lực lượng lao động tại Mỹ hiện tại đã kéo ngược sự phát triển kinh tế Mỹ và làm trì trệ vẫn gia tăng việc gia tăng lương bổng. Mặc dù có những tin xấu gần đây như nhiều cửa hàng bán lẻ bị đóng cửa, sa thải nhân công, hàng hóa ứ động, nhưng thứ năm vừa rồi, ngày 13 tháng 7, lại là ngày rất hiếm, mà ngày rất hiếm có cho kỹ nghệ bán lẻ đã bị thiệt hại bởi sự phát triển rất mạnh của ngành e-commerce, tức là ngành bán lẻ online. Giới đầu tư đã chiếu cố vào chứng khoán các công ty bán lẻ trong ngày thứ năm vừa rồi. Chẳng hạn như công ty Target cho biết hiện có sự gia tăng khách mua hàng rất nhiều. Chứng khoán của công ty Urban Outfitters, của công ty Gap, công ty Kohl's và công ty Dealer là những cái công ty mà đang yếu ớt hiện tại trong thời gian vừa qua về hàng bán lẻ, thì cũng riêng ngày thứ năm vừa rồi nó lại đi lên. Trị giá chứng khoán của các công ty Urban Outfitters, của công ty Gap, công ty Kohl's và công ty Dealer đã lên giá từ 5-6% thị trường chứng khoán. Công ty Sears lên giá thị trường chứng khoán của công ty Sears lên giá là 7.2%. JCPenney cũng đã tăng giá của chứng khoán của mình hơn 7.8% hôm thứ năm vừa rồi. Thì đó là ngày thứ năm rất là đặc biệt cho các công ty chuyên bán hàng lẻ, mặc dù trước đây các công ty này rất yếu kém và khó cạnh tranh nổi với cái ngành bán lẻ qua các công ty e-commerce, và nói nôm na là hàng bán lẻ online. Đồng thời, ba công ty lớn hiện tại Apple, Google và Microsoft đang ngồi trên núi tiền mặt, thưa quý vị. Ba công ty lớn Apple, Google và Microsoft đang ngồi trên núi tiền mặt là 464 tỷ đô la kể từ cuối năm 2016. Đó là theo phúc trình của công ty Moody's công bố hôm thứ Tư 19 tháng 7. Riêng công ty Apple đã có 246 tỷ đô la tiền mặt. Công ty Microsoft có 131,2 tỷ tiền mặt. Công ty Alphabet, tức là công ty Google đó, có 88,3 tỷ tiền mặt. Công ty Cisco có 71,8 tỷ tiền mặt. Và công ty Oracle có 58,2 tỷ đô la tiền mặt. Vân vân. Có khoảng 70% của tổng số 1.300 tỷ, tức là 1.3 trillion đô la đang ngủ kỹ ở ngoại quốc. Đó là cái nơi mà tránh khỏi phải đóng thuế cho chính phủ Mỹ. Thì hiện tại bên ngoài nước Mỹ, các công ty Mỹ đã gửi tiền ở bên ngoài thì có tới 1.3 trillion, tức là 1.300 tỷ Mỹ Kim đang ngủ kỹ ở ngoại quốc. Đó là nơi tránh khỏi phải đóng thuế cho chính phủ Mỹ. Số tiền mặt lớn như vậy nằm yên một chỗ ở ngoại quốc, không đầu tư hiệu nghiệm vì trốn thuế. Đồng thời, dân Mỹ từ cấp cao đến thấp, từ giàu đến nghèo, từ già xuống trẻ, tối ngày ôm cái smartphone
chit-chat, Twitter, Facebook, v.v. Đầu óc không còn tập trung vào công việc làm nữa, dù là làm việc ở nhà hay là làm việc ở tại văn phòng. Thế nên không ai ngạc nhiên khi thấy khả năng sản xuất của người Mỹ đã xuống số âm trừ 0.5% trong năm 2016. Trở lại vấn đề này, như quý vị đã biết, cái khả năng sản xuất cá nhân của người Mỹ khi làm việc đã bị giảm xuống trong 5 năm vừa rồi. Trước đây có khi có năm cái khả năng làm việc của Mỹ tăng, của người dân Mỹ tăng gần 9%, 10% một năm. Có lúc còn 2-3% một năm. Nhưng mà mới đi nhất là năm ngoái, năm 2016, cái khả năng sản xuất cá nhân của người Mỹ đã xuống số âm, tức là trừ 0.5% trong năm 2016. Tại sao như vậy? Trước đây cái nhà đầu tư là ông Khan cũng đã phát biểu rằng phần lớn người ta không còn tập trung tư tưởng để làm việc nữa. Họ vào văn phòng, họ dùng điện thoại smartphone của họ, họ gửi message cho nhau, họ text cho nhau, họ chit chat với nhau, họ gửi Twitter, họ tweet đi, họ mở Facebook, vân vân. Mặc dù họ có mặt cái tại văn phòng, nhưng mà cái đầu óc của họ không tập trung vào sự làm việc. Chính vì vậy mà về phương diện đầu tư, ngay cả những cấp chỉ huy cũng lơ là, không có chú trọng tới việc đầu tư. Mặc dù các công ty lớn như Bank of America, công ty Apple, công ty Google, công ty Microsoft v.v., nhiều công ty khác nữa, công ty Cisco, công ty Oracle v.v., những công ty đó có cả núi tiền mặt như tôi đã trình bày cùng quý vị, nhưng mà không ai động đậy để mà đầu tư này nọ v.v. Thứ nhất là họ trốn thuế, họ gửi số lớn tiền để nằm ở ngoại quốc. Thứ nhì là cái đầu óc của những vị lãnh đạo của các công ty đó ngày nay cũng sa sút, là bởi vì không tập trung tư tưởng để mà xây dựng cái doanh nghiệp của mình. Đặc biệt là với tiền mặt nhiều như vậy mà cũng không có đầu tư nhiều, cho nên phải ngồi trên cái núi tiền như vậy. Ngoài ra, như tôi đã trình bày, là cái smartphone nói riêng và internet nói chung đã giúp ích mở mang trí tuệ, mở mang kiến thức, mở rộng kiến thức trên toàn thế giới cho mọi người. Đó là một điều rất tốt, nhưng mà đồng thời cũng đã có những tác dụng ngược lại, tác dụng tiêu cực mà quý vị đã thấy, là họ không có tập trung thì giờ cũng như đầu óc vào công việc làm nữa, mà họ chỉ dùng những cái phương tiện, cái smartphone này để chit chat, để tweet, để Facebook với nhau, để gửi text message với nhau. Cho nên nó ảnh hưởng tới cái khả năng sản xuất của mỗi cá nhân của người làm việc tại Hoa Kỳ hiện tại. Hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 7, tỷ số hôm thứ Hai ngày 10 tháng 7, tỷ phú Warren Buffett, là một nhà đầu tư mà quý vị đã nghe tiếng rất nhiều xưa nay, ông ta có 70-80 tỷ Mỹ Kim, mà như năm cách đây vài ba năm ông ta đã tham gia cái chiến dịch ủng hộ các cái chương trình từ thiện của ông bà Bill Gates. Ông đã cho hàng 30-40 tỷ bạc vào cái chương trình từ thiện đó để mà giúp cải thiện đời sống cũng như sức khỏe và các nhu cầu khác của nhân loại trên toàn cầu. Thì ông tỷ phú Warren Buffett này, hôm thứ Hai vừa rồi, mùng 10 tháng 7, tỷ phú Warren Buffett đã công bố tặng thêm 3 tỷ 170 triệu đô la, 3 tỷ 3.3 tỷ 17 đô la
3 tỷ 17 đô la bằng chứng khoán của công ty chính của ông là công ty Berkshire Hathaway. Thì ông ta lấy chứng khoán của công ty đó của chính ông. Ông cho hội từ thiện của Bill Gates và phu nhân của Bill Gates là Melinda Gates, thì ông đã cho quỹ từ thiện, ông Warren Buffett đã cho 3.17 tỷ đô la bằng chứng khoán của công ty Berkshire Hathaway cho hội từ thiện của Bill và Melinda Gates Foundation và cho 4 tổ chức từ thiện khác có liên hệ đến gia đình Buffett. Thì đó là cái chuyện, cái tin rất là vui. Ở đời này, nhà tỷ phú Warren Buffett đã cho rất nhiều tiền cho các quỹ từ thiện của Bill Gates và Melinda Gates Foundation, và cho từ thiện các cái công ty liên hệ đến gia đình Buffett để mà giúp đỡ cho những cái nhu cầu cần thiết trên thế giới. Như vậy thì nhìn chung vấn đề tài chính của Mỹ, quý vị thấy các đại công ty Mỹ hiện tại có rất nhiều tiền mặt, có rất nhiều tiền mặt chứ không phải trên giấy tờ, có rất nhiều tiền mặt, nhưng mà phần lớn những tiền mặt đó đã gửi ở ngoại quốc, đã gửi ngoại quốc như chúng tôi đã trình bày cùng quý vị khi nãy. Các công ty, ba công ty chính như là Apple, Google tức là công ty Alphabet, tức là công ty mẹ của Google đó, công ty chính Apple, Google và Microsoft đang ngồi trên núi tiền mặt là 464 tỷ đô la kể từ cuối năm 2016. Đó là theo phúc trình của công ty Moody's công bố hôm thứ Tư 19 tháng 7. Riêng công ty Apple đã có 246 tỷ đô la tiền mặt. Microsoft có 131.2 tỷ tiền mặt. Công ty Alphabet, tức là công ty Google đó, có 88.3 tỷ tiền mặt. Công ty Cisco có 71.8 tỷ tiền mặt. Và công ty Oracle có 58.2 tỷ đô la tiền mặt. Đó là một những cái công ty chính mà chúng tôi kể là để quý vị nghe. Có khoảng 70% của tổng số 1.300 tỷ, tức là 1.3 trillion đô la, đang ngủ kỹ ở ngoại quốc. Tại sao phải ngủ kỹ ở ngoại quốc? Là bởi vì nơi đó là những nơi mà các đại công ty này chọn lựa để tránh khỏi phải đóng thuế cho chính phủ Mỹ. Chính vì vậy mà Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi nhiều lần đưa chính sách những đại công ty này có thể đem tiền mặt về Mỹ trở lại, chỉ đóng thuế một lần mà thôi ở một cái chỉ số nào đó. Thì đó cũng là một ý kiến xây dựng giúp cho những đại công ty đó có thể đem tiền trở lại nước Mỹ để làm việc, để đầu tư, để sản xuất, để đóng góp kinh tế, mà đồng thời cũng là cái cơ hội để cho dân Mỹ tất cả từ giàu tới nghèo cùng dốc sức để xây dựng lại nước Mỹ vĩ đại hơn, sản xuất hàng hóa tại nước Mỹ tốt đẹp hơn và đem lại sự phồn thịnh cho kinh tế Mỹ nhiều hơn. Cho nên cái điều quan trọng của tiền là phải làm cho tiền nảy nở, phát triển. Nếu mà chỉ giấu tiền đi, gửi ra ngoại quốc để tránh đóng thuế, thì dĩ nhiên là cái sự tránh đóng thuế đó nó gây thiệt hại cho nhiều vấn đề. Thiệt hại cho chính các đại công ty đó về lợi nhuận. Thứ nhì, thiệt hại về thuế vụ đối với nước Mỹ. Thì đây là cái cơ hội mà Tổng thống Donald Trump kêu gọi các đại công ty hãy đem tiền trở lại Mỹ và sản xuất tại Mỹ, hàng hóa tại Mỹ,
tạo công ăn việc làm tại Mỹ và mướn nhân công nhân viên tại Mỹ. Made in USA. Bây giờ chúng tôi bước qua phần kinh tế thế giới. Tổng thống Donald Trump cho rằng hiệp ước tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico, tiếng Mỹ gọi là North American Free Trade Agreement, gọi tắt là NAFTA. North American Free Trade Agreement, hiệp ước tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Có, Tổng thống Donald Trump cho rằng có lẽ đó là hiệp ước thương mại tồi tệ nhất đã được ký bất cứ ở đâu. Hội nghị tái thương thảo về NAFTA sẽ khởi sự vào ngày 16 tháng 8 2017 tại Washington DC. Tức là Tổng thống Donald Trump trước đây, quý vị đã biết, đã tạm ngưng áp dụng cái hiệp ước tự do mậu dịch với Canada, với Mexico, là vì ông cho rằng cái hiệp ước tự do mậu dịch này, gọi tắt là NAFTA đó, nó không có công bình, nó gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ. Chính vì vậy mà ông ta tạm ngưng cái sự thi hành cái hiệp định đó. Và hiện tại đã ấn định cái ngày tái điều đình trở lại, thương thảo trở lại với Canada và Mexico tại Washington DC vào ngày 16 tháng 8 sắp tới của năm 2017. Ngoài ra, nội các của Tổng thống Donald Trump mới đây cũng đã muốn thương thảo lại hiệp ước mậu dịch với Nam Hàn, thì cái điều đó có thể sẽ xảy ra trong tương lai gần. Theo ước lượng của công ty cố vấn Pura Energy Group, vào năm 2020, Mỹ có xuất cản khoảng 2.250.000 barrel dầu mỗi ngày. Trong vào khoảng năm 2020, Mỹ sẽ có khả năng xuất cản khoảng 2.250.000 barrel dầu thô mỗi ngày, nghĩa là gấp 4 lần so với năm 2016. Trong những năm tới, Mỹ sẽ có thể trở thành một trong 10 nước xuất cản dầu lớn nhất thế giới. Và hẳn nhiên là điều này sẽ ảnh hưởng đến khối OPEC, tức là Organization of Petroleum Exporting Countries, ảnh hưởng đến khối OPEC, là khối các quốc gia xuất cảng dầu, là tổ chức các quốc gia xuất cảng dầu sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của kỹ nghệ khai thác dầu của nước Mỹ. Và chỉ còn 2-3 năm nữa mà thôi, theo công ty cố vấn Pura Energy Group, thì vào năm 2020, Mỹ sẽ xuất cảng khoảng 2.250.000 barrel dầu mỗi ngày, nghĩa là gấp 4 lần so với năm 2016 vừa rồi. Và trong những năm tới, Mỹ sẽ có thể trở thành một trong 10 nước xuất cảng dầu lớn nhất thế giới. Điều này hẳn nhiên sẽ ảnh hưởng đến khối OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, là tổ chức của các quốc gia xuất cảng dầu. Kính thưa quý thính giả, chương trình tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Thank you.
tục theo dõi chương trình của NVR. Mời quý vị trở lại chương trình Tổng kết Kinh tế Tài chánh cuối tuần với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Và trong chương trình này, quý vị sẽ theo dõi thị trường chứng khoán cuối tuần, lãi suất mortgage, tình trạng thất nghiệp, cũng như phần bình luận về kinh tế Mỹ. Xin mời tiến sĩ Tạ Cự Hải. Xin chào anh Nguyễn Vũ, kính chào quý thính giả của NVR. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington Đô. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần tính đến thứ Sáu 28 tháng 7 2017, tức là ngày hôm qua, thì Dow Jones 21.830.31. Đây là một cái mức độ rất là cao. Quý vị thấy, mặc dù có những cái tình hình chính trị nó bất ổn tại vùng thủ đô liên quan tới tới các công tác chính trị của chính phủ hiện nay và những cái sự căng thẳng của thế giới, đặc biệt là tại Bắc Hàn, thì Dow Jones là 21.830.31 week to day, từ đầu tuần tới cuối tuần đã đạt được thêm là cộng 1.16%, và từ đầu năm tới giờ là cộng 10.46%. Tôi lặp lại, Dow Jones 21.830.31 là một số rất lớn, chỉ số Dow Jones. Week to day từ đầu tuần tới cuối tuần đã đạt thêm được 1.16%, và year to day từ đầu năm tới giờ đã đạt được cộng 10.46%. Chỉ số Nasdaq 6.374.68 week to day trừ 0.20% và year to day cộng 18.42%. S&P 500 2.472.10 week to day trừ 0.02% và year to day cộng 10.42%. Đó là tình hình thị trường chứng khoán cuối tuần căn cứ vào dữ kiện hôm qua thứ Sáu 28 tháng 7 2017. Trong chốc lát, trong phần bình luận về kinh tế Mỹ, chúng tôi sẽ trở lại về vấn đề thị trường chứng khoán và những vấn đề khác nữa. Giá vàng là 1.269 đô la một ounce căn cứ vào dữ kiện ngày hôm qua thứ Sáu 28 tháng 7 2017, giá vàng đi lên 1.269 đô la một ounce. Giá dầu thô cũng đi lên 49 đô la 79 cent một euro, cũng căn cứ vào dự kiện hôm qua thứ Sáu 28 tháng 7 2017. Và giá xăng là 2 đô la 298 một gallon căn cứ vào dự kiện hôm qua thứ Sáu 28 tháng 7 2017 từ công ty AAA 3 chữ A. Một đô la của Hoa Kỳ tương đương với 0.8509 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu, cũng căn cứ dự kiến hôm qua thứ Sáu ngày 28 tháng 7 2017. Một đô la Hoa Kỳ cũng tương đương với 0.7614 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.74 đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 110.63 của đồng yen của Nhật Bản, và tương đương với 59.51 của đồng Rubble Nga của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ Năm ngày 27 tháng 7 2017, cứ mỗi tuần thứ Năm thì Freddie Mac có công bố cái lãi suất tại nước Mỹ về mortgage. Thì lãi suất mortgage căn cứ vào dữ kiện từ công ty Freddie Mac thứ Năm ngày 27 tháng 7 2017, 30 năm cố định đi xuống 3.92%, 30 năm cố định là 3.92% đi xuống so với tuần trước, và 15 năm cố định là 3.20% cũng đi xuống so với tuần trước. Bây giờ chúng tôi bước qua tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 22 tháng 7 2017, có 244.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 10.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 125 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 15 tháng 7 2017,
Mỹ có 1.964.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 13.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 6 2017 đã cung cấp 222.000 việc làm mới, vượt xa sự kỳ vọng. Tỷ số thất nghiệp của tháng 6 lên mức 4.4%, sát nút với mức 4.3% của tháng 5, đó là mức thấp nhất của năm 2017. Nói chung, nhìn qua tình trạng thất nghiệp thì quý vị thấy có một sự cải thiện đáng kể. Tổng số người thất nghiệp tại nước Mỹ là 1.964.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp trên toàn nước Mỹ, giảm 13.000 so với tuần lễ trước đó. Đó là căn cứ dữ kiện hôm thứ Bảy 15 tháng 7 2017. Và kinh tế Mỹ, quý vị đã thấy, đã cung cấp 222.000 việc làm mới, vượt xa sự kỳ vọng. Tỷ số thất nghiệp của tháng 6 ở 4.4% là sát nút với mức 4.3% của tháng 5, là cái mức thấp nhất của năm 2017. Trong chốc lát, trong phần bình luận kinh tế, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này, thị trường chứng khoán có chỉ số Dow Jones tăng cộng 1.16%, Nasdaq giảm trừ 0.20%, và S&P 500 giảm trừ 0.02%. Chỉ số Dow Jones trên mức 21.800, đây là con số rất là đáng khích lệ. Chỉ số Dow Jones trên mức 21.800, con số chính xác của nó là 21.830.31. Chỉ số Nasdaq trên mức 6.300 và chỉ số S&P 500 trên mức 2.400. Cũng cùng một ngày thứ Sáu, tức là ngày hôm qua, 28 tháng 7, thị trường chứng khoán thế giới đi xuống. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.60%. Chỉ số Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.56%. Chỉ số Shanghai Composite tăng cộng 0.11%. Chỉ số London FTSE 100 giảm trừ 1%. Và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 0.40%. Thị trường chứng khoán trong tuần rất dao động. Đây là thị trường chứng khoán trong tuần rất dao động của Wall Street. Sở dĩ dao động như vậy là bởi vì vừa xuyên qua nước Mỹ, vừa xuyên qua một tuần lễ chính trị đầy tranh chấp. Mà quý vị đã thấy là mới ngày hôm qua thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã cho thay đổi một số nhân vật quan trọng trong tòa Bạch Ốc. Đó là ông chánh văn phòng của phủ tổng thống, đó là người làm giám đốc press secretary, làm phát ngôn nhân của tổng thống. Những sự thay đổi đó nó làm ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cái sự thay đổi đó nó hướng về cái kết quả tích cực về lâu về dài, là bởi vì thay đổi những cái chức vụ chính đó để cải thiện cái sinh hoạt một cách đứng đắn và chính xác hơn tại tòa Bạch Ốc. Những đánh phá bởi giới truyền thông dòng chính cực tả và phía đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục trong 6 tháng vừa qua, nhưng thị trường chứng khoán có chỉ số Dow Jones vẫn tiếp tục đi lên như quý vị đã thấy chúng tôi vừa trình bày. Đồng đô la tuần này xuống giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, xuống giá so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, xuống giá so với đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc và xuống giá so với đồng yen của Nhật Bản. Nhưng đặc biệt, đồng đô la lại lên giá so với đồng ruble của Nga trong tuần này. Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng đô la tương đối tiếp tục giữ giá trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kể từ ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Giá dầu thô đang ở mức $49.79 một barrel, tức là có đi lên so với tuần trước. Và giá xăng khá thấp trên thị trường hiện nay,
tiếp tục là một ngạc nhiên cho giới lái xe được mua xăng giá rẻ trong mùa hè này, lần đầu tiên trong lịch sử 12 năm của nước Mỹ. Thì hiện tại quý vị thấy riêng cái tuần này, cái giá dầu thô có đi lên từ 46 đô la lên tới hơn 49 đô la một barrel. Và giá xăng cũng có điều chỉnh theo chút ít, nhưng mà vẫn là cái giá rất rẻ cho giới lái xe được mua xăng giá rẻ trong mùa hè. Bởi thường thường mùa hè là cái mùa mà người ta phải người ta lái xe nhiều, do đó mà ô nhiễm nhiều. Thì cái công thức mà pha xăng, pha dầu để đổi thành xăng để cho cái giới lái xe dùng đó, thì họ phải bỏ hóa chất vào đó, một số hóa chất để làm giảm cái sự ô nhiễm. Thì chính vì cái sự pha trộn xăng trong mùa hè nó khác biệt cái mùa lạnh, thì chính vì vậy mà nó tốn tiền hơn, do đó mà giá xăng đi lên. Ấy vậy mà trong cái mùa hè năm nay thì giá xăng ở mức rất là thấp, là bởi vì đó là cái trường hợp đặc biệt mà ít có lần nào mà quý vị thấy. Thì thực sự mà nói thì đây là cái trong lịch sử đầu tiên trong lịch sử 12 năm của nước Mỹ, giá xăng mùa hè có rẻ hơn những năm trước rất nhiều. Tôi lặp lại, giá dầu thô đang ở mức 49.79 một barrel và giá xăng khá thấp trên thị trường hiện nay, tiếp tục là một ngạc nhiên cho giới lái xe được mua xăng giá rẻ trong mùa hè này, lần đầu tiên trong lịch sử của 12 năm nước Mỹ. Đặc biệt là kinh tế Mỹ. Kinh tế Mỹ đã phát triển mạnh trong tam cá nguyệt thứ nhì của 2017. Tại sao người ta không nói tam cá nguyệt thứ nhất? Tam cá nguyệt thứ nhất là bởi vì Tổng thống Donald Trump nhậm chức ngày 20 tháng Giêng 2017. Thì ông ta nhận không có được, tức là cái tam cá nguyệt thứ nhất của năm 2017, Tổng thống Donald Trump cầm quyền chưa đủ 3 tháng. Cho nên người ta dùng cái tam cá nguyệt thứ nhì, tức là từ tháng 4 tới tháng 6 của năm 2017. Thì kinh tế Mỹ đã phát triển mạnh trong tam cá nguyệt thứ nhì của 2017, từ tháng 4 tới tháng 6, là tam cá nguyệt được quản trị trọn vẹn bởi nội các của Tổng thống Donald Trump. GDP Gross Domestic Product của tam cá nguyệt thứ nhì này là 2.6%, rất là lớn. Xưa nay trong thời Tổng thống Obama chưa bao giờ mà được ở cái mức đó cả. Cho nên GDP của tam cá nguyệt thứ nhì của năm 2017 từ tháng 4 tới tháng 6 vừa rồi, dưới sự quản trị của nội các của Tổng thống Donald Trump, thì GDP đã lên tới 2.6%, đã được chính phủ Trump công bố hôm thứ Sáu, tức là mới công bố ngày hôm qua, hôm 18 tháng 7, 2017. Đây cũng chính là mức phát triển mà các kinh tế gia kỳ vọng. Thực sự là khi Tổng thống Donald Trump đi vận động tranh cử thì ông hứa hẹn là GDP sẽ lên tới 4%, tức là cái chỉ số phát triển kinh tế Mỹ sẽ là 4%. Nhưng mà khi ông nhậm chức thì tình hình có vẻ thay đổi. Chính vì vậy mà ông hứa hẹn là sẽ khoảng 3%. Và trên thực tế thì tới giờ phút này, mặc dù có rất nhiều sự xáo trộn trong tình hình chính trị tại vùng thủ đô do sự tranh chấp giữa cái chính phủ Donald Trump và đảng Dân Chủ, là cái đảng mà bị thất cử vừa rồi, cũng như sự chống đối và tiếp tục đánh phá của giới truyền thông dòng chính cực tả đã gây xáo trộn rất nhiều. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump và nội các của ông đã điều hành một cái chính sách kinh tế rất là tốt đẹp, là GDP Gross Domestic Product, tổng sản lượng nội địa quốc gia của tam cá nguyệt thứ nhì từ tháng 4 tới tháng 6 là 2.6%, đã được chính phủ Trump công bố hôm thứ Sáu 28 tháng 7 là ngày hôm qua. Đây cũng chính là mức phát triển mà các kinh tế gia kỳ vọng.
Tam cá nguyệt thứ nhì của 2017, kinh tế Mỹ đã phát triển gấp đôi mức phát triển 1.2% của tam cá nguyệt đầu năm. Tức là trong 3 tháng đầu năm của 2017, cái tổng sản lượng nội địa của nước Mỹ phát triển cho 3 tháng đầu, tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3 của 2017 chỉ là 1.2%. Mà có tam cá nguyệt thứ nhì từ tháng 4 tới tháng 6 đã phát triển tới 2.6%, tức là hơn gấp đôi cái sự phát triển của tam cá nguyệt đầu. Theo Bộ Thương mại của Mỹ, thì kinh tế Mỹ đã lấy đà phát triển nhờ sức tiêu thụ mạnh của dân Mỹ hiện nay. Thị trường nhờ cái thị trường việc làm rất tốt hiện nay và cái mức tiêu thụ của cá nhân đã tăng lên cái mức 2.8% hiện nay. Nói chung, kinh tế Mỹ đang ở trong tình trạng rất tốt. Gần mức độ 3% là mức Tổng thống Donald Trump hứa hẹn khi tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Ba của tuần vừa qua, ông Tim Cook, CEO, tức là chủ tịch điều hành của công ty Apple, đã hứa sẽ xây 3 nhà máy lớn và đẹp tại Mỹ. Ngoài ra, công ty US Foxconn, một trong những công ty tiếp liệu lớn nhất của Apple, cũng đã dự liệu xây một nhà máy tại Mỹ. Đây là một trong những dấu hiệu phát triển tốt của kinh tế Mỹ và tiếp tục sẽ được phát triển tốt. Đó bởi vì cái thị trường việc làm, các cái công ty, đại công ty bên ngoài đã tin tưởng ở chính sách kinh tế và tài chính của Tổng thống Donald Trump, cho nên họ yểm trợ rất nhiều và họ đầu tư rất nhiều vào kinh tế Mỹ. Thì cái chiều hướng đó tiếp tục sẽ làm cho cái sự phát triển của kinh tế Mỹ gia tăng nhanh hơn và mạnh hơn. Thì đó là cái điều đáng khích lệ, là dấu hiệu phát triển kinh tế của Mỹ trong tương lai sẽ rất tốt đẹp. Như quý vị đã biết, Tổng thống Donald Trump chủ trương là phải cải thiện công ăn việc làm, đem công ăn việc làm vào nước Mỹ. Tức là sao? Tức là trước đây có nhiều đại công ty đã outsource, tức là gửi công ăn việc làm của mình ra ngoại quốc bằng cách là outsource để cho các nước khác họ làm, họ sản xuất cho mình với cái giá rẻ hơn. Và chính vì vậy mà công dân Mỹ đã mất công ăn việc làm tại nước Mỹ. Thì cái chính Tổng thống Donald Trump hứa hẹn rằng là ông sẽ đem công ăn việc làm từ ngoại quốc trở về lại nước Mỹ. Và những cái chứng minh trong 6 tháng vừa rồi đã cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều công ty đã tham gia cái lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump là đem công ăn việc làm về nước Mỹ. Tức là họ xây dựng nhà máy, họ mở thêm công ty, họ mở thêm công ăn việc làm tại Mỹ cho dân Mỹ ngay bây giờ. Thì đó là cái điều tốt đẹp mà Tổng thống Donald Trump đã đem lại được về phương diện kinh tế và tài chính cho nước Mỹ. Bây giờ chúng ta bước qua phần kinh tế thế giới. Venezuela đang sắp sửa hết thực phẩm. Bệnh viện hiện tại không đủ sức để tiếp quá đông trẻ em bị bệnh, trong khi bác sĩ không có đủ thuốc men và máy chiếu điện để dùng trong nhà thương. Về điện lực cung cấp cho dân chúng không bảo đảm, cho nên lúc có lúc không, và nó ảnh hưởng tới cái khả năng chữa bệnh tại các bệnh viện bởi vì không có điện. Kinh tế của Venezuela đang trên đà sụp đổ. Đời sống của người dân đang bị khủng hoảng. Chính vì cái sự khủng hoảng về đời sống của người dân đã đẩy dân chúng trở nên những bệnh nhân, những người bị bệnh nhiều hơn và đói khát nhiều hơn. Kinh tế của Venezuela hiện nay đang ở cái điểm mà các kinh tế gia nhận xét rằng không thể phục hồi trở lại được nữa. Venezuela đã từng là nước cung cấp nhiều dầu thô nhất thế giới, dư giả tiền bạc, tiền rừng bạc biển. Nhưng mà hiện nay chính phủ
đang gần hết tiền rồi. Giá cả hàng hóa đi lên và dân chúng chẳng ai có thể biết được tình trạng sẽ suy sụp tới mức nào. Venezuela là cường quốc kinh tế của Nam Mỹ trong thập niên 1990. Trong những năm của thập niên 1990, Venezuela là cái cường quốc kinh tế về phương diện sản xuất dầu, cung cấp dầu cho thế giới. Nhưng sự chênh lệch về mức sống đã quá lớn lao tới tột điểm. Tài sản, tiền bạc đều nằm trong tay một giai cấp nhỏ thống trị đại đa số thuộc giới nghèo. Vì vậy, nên Venezuela đã và đang chuyển theo xã hội chủ nghĩa vào năm 1999 và bầu ông Hugo Chavez là cựu đại tá nhảy dù của Venezuela làm tổng thống. Ông đáp ứng lại cái nhu cầu yếu kém đói khát của dân chúng Venezuela bởi cái sự tham nhũng, do cái sự thiếu quản trị về kinh tế tài chính, tham nhũng hối lộ vân vân và độc tài đã đưa tới cái tình trạng đói kém tại Venezuela trong thập niên 1990. Cái sự chênh lệch về mức sống đã lớn lao tới cái tột điểm, một giai cấp nhỏ thống trị đại đa số giới nghèo. Vì vậy nên Venezuela đã chuyển theo dân chúng đã trở thành con mồi ngon của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tức là dân chúng đã bầu phiếu cho Hugo Chavez làm tổng thống, là cái người mà theo chủ nghĩa xã hội. Tổng thống Chavez sau khi làm tổng thống, lên làm tổng thống năm 1999, đã theo xã hội chủ nghĩa. Tổng thống Chavez cắt đứt ngoại giao với Mỹ nhưng lại thân thiết với Trung Quốc và Nga. Trung Quốc và Nga, hai nước này cho Venezuela vay tiền rất nhiều tỷ đô la. Dân Venezuela càng ngày càng thiếu lương thực, trở thành, lạ kỳ là nó trở thành người xuống ký, họ bớt cân nặng đi bởi họ thiếu ăn. Đó là cái tình trạng của Venezuela sau khi tổng thống Hugo Chavez nhậm chức. Tổng thống Chavez cắt đứt ngoại giao với Mỹ nhưng lại rất thân thiết với Trung Quốc và Nga. Hai nước Trung Quốc và Nga này cho Venezuela vay nhiều tỷ đô la. Dân Venezuela càng ngày càng thiếu lương thực, trở thành bị xuống ký, mất ký, gầy hơn trước là bởi vì họ thiếu ăn. Tổng thống Hugo Chavez trước khi qua đời năm 2013, tức là sau khi ông giữ làm tổng thống được một thời gian, thì là năm 2013 là cái năm mà ông qua đời. Trong bao nhiêu năm ông lãnh đạo Venezuela theo đường xã hội chủ nghĩa đã làm cho nước Venezuela suy sụp rất nhiều. Năm 2013, trước khi ông qua đời, ông đã chọn ông Maduro làm tổng thống kế tiếp để tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà ông tổng thống Hugo Chavez đã dẫn đầu lúc trước. Thì cái sự tiếp tục giữa ông Chavez và ông Maduro làm tổng thống tiếp tục theo con đường xã hội chủ nghĩa này đã đưa tới sự suy sụp trầm trọng cho kinh tế của Venezuela. Điển hình là năm 2014, giá dầu thô từ 100 đô la một barrel bắt đầu đi xuống. Khi mà giá dầu thô ở mức độ 100 đô la một barrel thì các quốc gia sản xuất dầu gọi là khối OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, là khối các quốc gia xuất cảng dầu trên thế giới, và trong đó có Venezuela cũng tham gia,
những cái cái thị trường đặc biệt đó là giá dầu đã $100 một barrel, thì nó đi xuống từ từ cho tới ngày tới tháng 2 năm 2016 thì cái mức dầu thô từ $100 một barrel của năm 2014 đã xuống chỉ còn $26 một barrel vào tháng 2 năm 2016. Cho nên cái ngân sách lúc đầu là căn cứ vào cái ngân sách quốc gia của các nước sản xuất dầu xuất cảng ra thế giới, họ căn cứ trên $100 một barrel thì ngân sách đó họ sẽ đầy đủ. Nhưng mà khi nó xuống bất ngờ từ $100 xuống còn $26 một barrel, tức là giảm đi 3/4 cái giá, tức là ngân sách bị thâm thủng 3/4. Thì chính vì vậy mà nó gây chẳng những suy sụp kinh tế, tình trạng suy sụp kinh tế, thâm thủng ngân sách cho Venezuela mà nó cho cả luôn các nước xuất cảng dầu trên thế giới thuộc khối OPEC như chúng tôi vừa trình bày, cũng như nước Nga, nước Iran vân vân, là những nước sản xuất dầu. Và hiện nay thì giá dầu thô đang ở mức $45 một barrel. Căn cứ vào ngày hôm qua, giá dầu thô có xu hướng đi lên, nhưng mà người ta ước lượng rằng giá dầu thô sẽ ở khoảng $50 một barrel trong tương lai. Thì cái sự đi xuống giá dầu thô từ $100 một barrel xuống còn $26, tức là mất đi 3/4 barrel vào tháng 2 năm 16, và sau đó được cải thiện thành khoảng $45-50 một barrel hiện nay, thì nó chỉ còn lại một nửa cái giá dầu thô của năm 2014 là $100 một barrel. Thì chính vì vậy mà ngân sách quốc gia các cái nước xuất cảng dầu bị thâm thủng, và trong đó có Nga, trong đó có các nước như Saudi Arabia, các nước Ả Rập, các nước Kuwait, các nước Qatar, vân vân, những cái nước đó đều bị ảnh hưởng. Và sự thâm thủng đó đã làm cho ngân sách quốc gia thâm thủng đó đã làm cho kinh tế của nước đó đi xuống. Thêm vào đó, chính phủ của đối với nước Venezuela thì chính phủ của tổng thống Maduro là cái chính phủ mà nối tiếp cho chính phủ của tổng thống Hugo Chavez đã theo chủ xã hội chủ nghĩa, đã tiếp tục không có khả năng quản trị kinh tế tài chính nên kinh tế suy sụp. Đồng tiền của bằng chứng là đồng tiền của Venezuela mất giá một cách trầm trọng. Năm 2010, $1 của Hoa Kỳ tương đương với khoảng 8 Bolivar là đơn vị tiền tệ của Venezuela. $1 của Mỹ tương đương với 8 đồng Bolivar của Venezuela. Đó là năm 2010. Nhưng mà bước qua năm nay, tức là tháng 7 này nè, tức là mới ngày hôm qua hôm kia đây, thì $1 của Hoa Kỳ tương đương với 8.000 đồng Bolivar. Như vậy Venezuela là một nước theo xã hội chủ nghĩa, nó bị suy sụp tài chính kinh tế, đặc biệt là đơn vị tiền tệ đã mất từ $1 tương đương với 8 Bolivar trong năm 2010 xuống chỉ còn $1 tới tương đương với 8.000 Bolivar của Venezuela hiện nay. Thì Venezuela, một nước theo xã hội chủ nghĩa, đang trên đoạn đường cùng và không có cái điều kiện thuận lợi để trở lại bình thường được. Kính thưa quý thính giả, chương trình tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.